sản xuất 2022 và Odo chỉ mới có 13.000 cây thôi quý anh chị. Những khách hàng nào mà mua xe sẽ được hái lọc trên cây thông của em Quang. Đó. Lọc thì lên tới hàng triệu đồng, có đầy đủ hết. Đó. Từ giá trị thấp cho tới giá trị cao. Tặng full 300 triệu tiền đồ chơi cho quý anh chị không lấy một cái gì ra ha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội và lại là em Quang đây. Siêu thị ô tô Hà Nội là một địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị và tất cả các xe tại siêu thị ô tô Hà Nội bán ra sẽ có bảo hành cho quý anh chị khi quý anh chị mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội ha. Rồi, thì nếu quý anh chị nào mà đang quan tâm những em xe trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0813700900 để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất cũng như là full hình ảnh thông tin của những cái xe trong video ngày hôm nay. Hoặc là nếu quý anh chị muốn xem trực tiếp có thể đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, thì hôm nay là ngày thứ 3, em Quang sẽ quay cho quý anh chị nội dung của ngày hôm nay là báo giá cho quý anh chị một em xe em Quang vừa mới lên showroom và vài em xe em Quang vừa mới về đang nằm bên gara ô tô Hà Nội của em Quang ha. Thì ở đây thì đang còn rất là nhiều xe đó, và em Quang sẽ báo giá một vài em xe cũng vừa mới lên showroom đây đó. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm thì cứ liên hệ cho em Quang. Rồi, để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ mời quý anh chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Bên cạnh em Quang đây là một em Mitsubishi Triton dầu AT 1 cầu bản tiêu chuẩn, sản xuất 2022 và Odo chỉ mới có 13.000 cây thôi quý anh chị. Xe này nước sơn zin em Quang bao cho quý anh chị là 99% nước sơn zin nha quý anh chị ha. 1% là em Quang trừ hao đi là đậu ngoài nắng nha quý anh chị. Xe thì là máy dầu DAD Common Rail 2.5, chạy cũng rất là ok nha quý anh chị. Nếu mà đúng thì là 2.450cc nha quý anh chị. Đó, đèn đồ này nọ, nói chung cái form dáng này rất là đẹp nha. Quý chị nhìn thấy nè, đèn mica nè, đây, đèn nè, cái những cái miếng mica còn rất là trong, rất là đẹp. Xe này không còn gì phải bàn cãi luôn. Ba đời sóc liền lạc nước sơn zin mà. Đây, mâm miết đồ này nọ là còn rất là mới. Ở đây cái mâm này quý chị nhìn thấy không có một vết xước xát gì luôn. Còn cái gương của chúng ta thì là gương chỉnh điện thôi. Gương chỉnh điện thôi nhưng mà không có gặp điện nha, mình phải gặp bằng tay nha quý anh chị, mình gặp bằng tay nha. Có ốp chrome tăng thêm độ sang chảnh cho mẫu xe này. Có dán phim cách nhiệt nè, viền rơm tay nắm cửa nè. Có bệ bước giúp cho các chị em phụ nữ cô chú lớn tuổi dễ dàng bước vào bên trong xe. Đây là đồ zin của xe và em sẽ test cho quý anh chị xem. Đó, rất là đã ha. Ở đây thì xe đã được chủ người ta dán cho chúng ta một bộ tem Triton ATT. Đó, ATT. Rồi ở trên đây có một cái phần ốp nắp thùng đây. Cái này nó chỉ là cái ốp thùng thôi chứ không phải là nắp thùng nữa quý anh chị. Bởi vì nó không có cái nắp quý anh chị à. Đây nhờ Tiến đi qua di chuyển ra đây để cho quý anh chị xem ha. Quý anh chị nhìn thấy đây, nó rất là đẹp ha. Cái này thì nó chỉ là cái decal nó bị bong ra thôi, nên là không có vấn đề gì gì nha quý anh chị. Màu bạc đó, rất là đẹp. Không có cảm biến lùi nhưng mà chúng ta sẽ có camera lùi nha. Có thể nhìn ở đằng sau rất là dễ dàng. Đây là cái thùng của chúng ta. Xe này thì ngày hôm qua em Quang cũng đã tính quay cho quý anh chị nhưng mà đang xông hơi nội thất nên là không có quay được bên trong nội thất ha. Hôm nay thì quay chi tiết cho quý anh chị xem. Ốc nắp thùng thì rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, không còn gì phải bàn cãi luôn. Xe này mà mấy anh nào mà chuyên đi công trình đồ này nọ mua em xe này về đi là hết bài, rất là đã. Quý anh chị hãy nhìn thấy nha, rất là hầm hố, rất là đẹp. Đó, rồi bây giờ em Quang sẽ mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bao da tay lái đây, em Quang sẽ tặng cho quý anh chị. Ở đây thì một cái miếng lót ở trên tắp lô rồi. Cái này của đồ của chủ cũ người ta để lại thì em Quang cũng sẽ để lại cho quý anh chị như vậy, không có lấy ra. Ở đây thì xe của chúng ta vẫn còn giữ nguyên ghế zin là ghế nỉ. Thì cái ghế nỉ này nó rất là bền nha, nó rất là bền hơn ghế da nhưng mà ngồi nó lại bị hầm hơi hơn ghế da và rất là dễ bị ám mùi. Mà đặc biệt là khi mà lỡ có đổ nước thì nó sẽ hơi dính vào trong ghế một chút xíu, nên là khi mà sử dụng cái ghế này quý anh chị phải giữ kỹ ha. Đó. Nhưng mà nói chung là nó khá là bền, những cái ghế nỉ này khá là bền. Ở dưới chúng ta sẽ có sàn nỉ nè quý anh chị. Đó, rất là đã. Rồi cho quý anh chị xem cái tắp bi nha quý anh chị. Đó, tắp bi thì rất là đẹp nha, từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen thôi, nó rất là đẹp. Rồi em Quang sẽ mời quý anh chị cùng lên trên khoang ghế tài nha. Đây,
Quý anh chị nhìn thấy đây, cái phần tappy đi vào này, chúng ta sẽ có một kính bên tài là hạ ô tô thôi, còn lên là vẫn là chạy bằng cơm. Ghế tài và ghế phụ đều là hai ghế chỉnh bằng cơm luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, tuy là bản tiêu chuẩn, bản nói chung mà cái gập gương còn không có nữa, nhưng mà hãng người ta vẫn rất là tinh tế, tại bởi vì những cái xe này rất là hay dùng để đi đường xa, nên là có cả ga tự động. Đây quý anh chị, ga tự động ha. Rồi, để quan xem, đã được chủ người ta trang bị một cái màn hình CarMax nè. Hả? Rồi cái này là màn hình này nó đi liền hết nguyên một khối luôn, nó đi xuống đây luôn nha. Rồi, dàn lạnh đồ này nọ hôm qua em cũng đã test rồi. Rất lạnh, rất là buốt, rất là ok. Nói chung Mitsubishi thì dàn lạnh không còn gì phải bàn cãi rồi. Số thì có cả số D, số manual, số để đi leo dốc, đổ dốc mà số đi vượt đồ này nọ ha quý anh chị. Rồi đây. Đây là phanh tay chạy bằng cơm. Rất là bền bỉ. Ở đây chúng ta sẽ có cái gương chống chó cũng chạy bằng cơm, rất là bền bỉ. Một cái camera hành trình Kova cũng đi kèm với lại cái CarMax này ha. Khi mà mình mở cái màn hình này lên là sẽ có cái để xem cái camera hành trình ở trong màn hình này luôn. Trần thì đã được chủ người ta trang bị một cái trần 5D, rất là đẹp, rất là dễ dàng vệ sinh, đỡ chống nóng được một chút xíu ha. Ở đây thì cái tấm chắn nắng thì vẫn còn rất là mới đây, quý chị nhìn thấy ha, chưa lột siêu luôn, chưa khui siêu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho quý anh chị xem thử khoang máy. Xe thì đăng kiểm là tới tháng 8 2024. Tháng 8 2024 là năm sau nha quý anh chị. Đây, cho quý anh chị xem Common Radiator. Thường thường á, em Quang nhớ là cái 2022 này thì nó đã có máy MiVac rồi, nhưng mà tại sao người ta không trang bị hết luôn tất cả các phiên bản, người ta lại có những phiên bản có những phiên bản lại không. Thì đó cũng là một trong những cái công nghệ cũng khá là ok của nhà Mitsubishi. Nó giống như là Honda là VTEC thì Mitsubishi thì có MiVac, vậy giống vậy. Đây là cái turbo đây quý anh chị. Máy dầu nên là có cái turbo ha. Thường thường em Quang hay nói cái turbo, nhưng mà quý anh chị không biết cái turbo là cái gì đây. Nó là cái này nha quý anh chị. Đây, cái phần này nè. Đó, cái cụm này nè. Nó là turbo đó quý anh chị. Nó sẽ rút khí, nén khí nhiều vào hơn, nén cái không khí vào. Đó, máy móc đồ rất là đẹp. Xe đó được bên Quang detailing spa lại hết rồi. Mua về đổ nhiên liệu vào là chạy thôi, không cần phải dọn gì thêm nha. Đó, rất là chắc chắn, rất là đầm. Đó. Mitsubishi Triton dầu AT tiêu chuẩn, sản xuất 2022, odo 13.000 cây, và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là chỉ có 548 triệu thôi quý anh chị, 548 triệu để sổ em xe này ha. Cách đây 2 tháng em Quang có về một em xe, nhưng mà em đó thì chạy nhiều hơn em này một chút xíu, mà nhìn cái form dáng ngoài cũng không có hầm hố bằng em này có tem nhìn hầm hố hơn quý anh chị. Thì em chuyên Quang bán 565. Mới còn tháng chắc tầm tháng rưỡi thôi, nay vừa được thêm em nữa, y chang em đó luôn, mà đẹp hơn, mà giá lại rẻ hơn nữa. Quý chị còn chừng chờ gì nữa mà không nhấc máy lên liên hệ cho em Quang đúng không? Đó, xe thì bây giờ em Quang bán, nói thật với quý chị, nếu mà để nói về xe đẹp nha, xe đẹp mà cùng chức như vậy em Quang đang bán rẻ hơn người ta 10 tới 20 triệu nha quý chị. Xe rất là đẹp luôn. Rồi, ok, thì chắc là mời quý chị di chuyển ra đằng sau đi. Ở đây thì quý chị có thể nhìn thấy nha, showroom em đang rất là trống. Đó, nhưng mà đỡ trống hơn hôm trước có quay cho quý anh chị ha. Trống trơn hết nửa showroom. Nay thì bắt đầu có xe lên lại rồi. Đó, quý anh chị nhìn thấy. Thì đang cần mua thêm 100 xe ô tô nữa. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu bán hoặc là đổi xe thì cứ liên hệ cho em Quang nha. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra đây. Một em Mazda CX-8 đọc giá nhanh cho quý anh chị nha. Premium 2 cầu 2021. Odo em này là 20 mấy ngàn cây. Em này là 20 mấy ngàn cây đúng không? Để Quang kiểm tra lại cho quý anh chị ha. Nhiều xe quá, quên Odo quý anh chị thông cảm cho em Quang nha. À, 44 ngàn cây quý anh chị. Odo em này là 44 ngàn cây ha. Nhiều xe quá em Quang quên Odo chút xíu, quý anh chị thông cảm cho em Quang. Đây là Mazda CX-8 Premium 2 cầu 2021, Odo 44 ngàn cây. Hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 850 triệu thôi quý anh chị. Mua Mazda CX-8 chưa bao giờ rẻ như lúc này luôn quý anh chị à. Em Quang phải nói thật là như thế ha. Rất là rẻ, rất là đã. Và chút nữa em Quang quanh kia còn một em màu xanh Kawasaki nữa, rất là đẹp, rất là rẻ. Ngày xưa mua em này giá cũng phải đâu đó khoảng 1.8-2 tỷ lúc mới ra mắt. Bây giờ em Quang bán còn 850 triệu thôi, bay hết 1 tỷ quý anh chị à. Đây cho quý anh chị xem ha.
Quý anh chị nào muốn xem chi tiết thì có thể xem ở video ngày hôm qua. À, hôm qua em đã quay chi tiết xe này cho quý anh chị xem rồi. À, rất là đẹp. Rồi, ok quý anh chị. Hoặc là quý anh chị hãy liên hệ hôm qua để em quay gửi full thông tin hình ảnh xe này cho quý anh chị ha. 850 triệu thôi, để em quay xem có xe nào mới lên nữa hay không. Đây, có em này vừa mới lên. Kia Sedona dầu full 2020. Em này thì Odo chỉ mới có 37.300 cây thôi quý anh chị. À, Kia Sedona dầu full 2020 nha. Em này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 950 triệu. À, giá có thể cao hơn thị trường một chút xíu, nhưng mà cái chất xe mang lại em quan phải cam kết với quý anh chị là xe này đẹp như một cái em xe mà mới lấy trong hãng đó luôn. Ghế da cực kỳ đẹp quý anh chị, ghế da cực kỳ đẹp luôn. 950 triệu nhưng mà quý chị yên tâm đi, cái giá đó quan chỉ là chào thôi. Quý anh chị đến xem xe quan sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị, và đi theo đó là rất là nhiều phần quà nha, nhiều phần quà hấp dẫn. Những khách hàng nào mà mua xe sẽ được hái lộc trên cây thông của em quan đó. Lộc thì lên tới hàng triệu đồng có đầy đủ hết đó. Từ giá trị thấp cho tới giá trị cao thì chúc quý anh chị nào mà đang chuẩn bị mua xe tại showroom quan may mắn bốc được những món quà, phần quà giá trị cao ha. Rồi thì 950 triệu để sổ em xe này nha. Đó. Tất cả các xe đây 2017 đổ lên hỗ trợ ngân hàng đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Rồi bây giờ em quay sẽ cùng mời quý anh chị qua bên xưởng gara để xem vài em xe vừa mới về đang nằm bên đó đi. Chúng ta cùng đi thôi. Ok quý anh chị, hiện tại em đang có mặt tại xưởng dịch vụ của siêu thị ô tô Hà Nội. Đây là một trong những xưởng dịch vụ mà đạt chuẩn 5S để làm bảo dưỡng, detailing, spa, bảo hiểm. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu làm các dịch vụ này tại khu vực Thủ Đức thì cứ đến thẳng gara ô tô Hà Nội em Quang ha. Xưởng dịch vụ của em Quang thì đang nằm tại quốc lộ 13 hả? Đối diện showroom của em Quang luôn. Địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, thì em Quang mang tới, em Quang sẽ đọc giá nhanh một vài em xe em Quang đang có và trước đây em Quang sẽ quay chi tiết sơ sơ. À, tại vì xe đang dọn mà, nên để quay chi tiết đẹp như lúc nãy thì quý anh chị thông cảm cho em Quang. Quang sẽ quay sơ sơ một chút xíu về chi tiết những cái xe mà em Quang mới về. Rồi đây, Acura MDX Sport V6 3.7 sản xuất 2008 giá chỉ có 395 triệu thôi quý anh chị. Giá chưa bao giờ rẻ như lúc này ha. Chỉ ngang ngửa một em i10 Morning bản tiêu chuẩn thôi, nhưng mà quý anh chị sở hữu rất là nhiều công nghệ, cửa sổ trời nè, rồi máy lớn nè, công nghệ bên trong thì không còn gì phải bàn cãi luôn quý anh chị à. Rồi em quay mời quý anh chị cùng vào bên trong ha. Ở đây thì em quay đây có một cái xe này. Cái xe này thì cái xe để em quay làm công vụ thôi, nhưng mà vẫn sẽ có bán quý anh chị nào mà ưng thì em quay sẽ dọn xe detailing spa lại hết ha. Dọn dẹp bán cho quý anh chị luôn. Odo thì chỉ mới có 120 ngàn thôi. Xe sản xuất 2009 thì 2009 chạy 120 ngàn rất là ít quý anh chị à. Giá 350 ha. Honda Insight Hybrid xăng điện nha. Đó rất là đẹp. Rồi ở bên đây hôm qua có một em Toyota Venza. Đó, Toyota Venza này hôm qua đang nằm bên bên showroom, nhưng mà xe thì kiểm tra chưa chuẩn nên là qua đây dọn lại cho đẹp hơn nữa quý anh chị à. Kiểm tra lại điện đốm đồ này nọ cho đẹp nhất có thể để bán cho quý anh chị. Mua về là không cần phải làm gì thêm, đổ nhiên liệu vào là chạy thôi. Đó, rất là đã. V6 em này giá là chỉ có 395 triệu thôi quý anh chị, rất là rẻ ha. Sản xuất 2009, Odo 9 vạn nha. Rồi đây, siêu phẩm vừa mới về. Xe này thì cách đây 5-6 tháng trước là em Quang đã xe này bây giờ bên em Quang rồi, nhưng mà em Quang bán cho chủ ha. Bán cho khách. Này khách người ta quay đầu lại cho bên em Quang. Đó, người ta bán lại cho em Quang ha. Thì đây là Kia Sedona dầu full 2019. Đó. Em này là dầu full màu vàng rất là đẹp mà giá rất là rẻ ha, giá chỉ có 820 triệu thôi quý anh chị ạ. À. Xe này em quay bao hết cho quý anh chị nè, đây nè, em quay bao hết cho quý anh chị nha. Không tai nạn. Không cứng đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên zin. Nhưng mà ở đây cái Odo này em quay sẽ không bao cho quý anh chị. Nói chung là cái giá nó là rẻ nhưng mà nó không chuẩn Odo, tại vì xe này là lúc trước là em quay cũng đã quay một lần rồi. Là em quay lấy lại của cò lái. Nên là cái Odo này em quay sẽ không dám bao. Nếu xe nào mà em quay mua của chủ ok, em quay sẽ bao cho quý anh chị Odo chuẩn luôn. Có nói cho quý anh chị ha. Hiện tại em này là đang là Odo 5 vạn. Đó, đây là 5 vạn ha. Nhưng mà cái chất này em quay nhắm cũng phải đâu đó là khoảng 100 ngàn.
Đó, nhưng mà nói quay cho quý anh chị xem thôi. Đó. Đó. Mình nói trước với quý anh chị như thế để cho quý anh chị lúc lên xem xe nói là tại sao cái xe này tua đồng hồ mà em quay không nói đây, em quay nói rõ ràng với quý anh chị hết ha. Odo không chuẩn, nói Odo không chuẩn nhưng mà cam kết cho quý anh chị là xe đẹp, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ số nguyên zin. Chuẩn chỉ, xe chất đẹp, đó. Giá rẻ cho những quý anh chị nào mà đang tìm một cái xe Serona giá rẻ, những cái xe kia giá thành nó hơi cao một chút xíu thì đây là một em giá rẻ ha. Đó, 820 triệu thôi. Quý anh chị nào biết thì em quay đây có một em Serona màu đen giá 865, cũng 2019 luôn. Đó. Đây quý anh chị nhìn thấy ha, con này thì chỉ 820 triệu thôi. Quý anh chị yên tâm, em quay sẽ có bảo hành cho quý anh chị nha. Chứ không phải là không bao Odo là không bảo hành đâu. Đây là có bảo hành cho quý anh chị. Em này là 2019 bảo hành cho quý anh chị là 2019 là nay mới 5 năm thôi đúng không Tiến? 5 hay 6 năm? 5 năm đúng không? Bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng 10.000 cây. Đó. Kia Serona dầu full 2019 ha. Odo không chuẩn nhưng mà xe chuẩn chỉ bao đẹp cho quý anh chị. Đấy, xe này thì em quay đợi dọn xong em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị ha. Rồi ở đây em xe lên 300 triệu tiền đồ chơi. Kia Carnival. Đây quý anh chị, Kia Carnival. Signature máy xăng V6 3.5. Lên hai cái ghế này không là đã hơn 100 triệu nè quý anh chị, 120 triệu nha. Hai cái ghế này. Hai cái ghế limousine có ghế máy xa sàn nè. Quý chị thấy lên sàn carbon luôn, sàn rất là đẹp ha. Xe hơi dơ một chút xíu quý chị thông cảm ha, này hơi dơ thôi. Đấy, trần xe được bọc lại hết ghế da nắp ba nè, trần là trần da lộn nè. Rất là đẹp, rất là đã. Cái trần này đó là quý chị chỉ thấy ở trên những cái con siêu xe, những con xe sang thôi. Đây cho quý chị xem. Vô lăng nè, vô lăng đã được chủ người ta lên vô lăng carbon kiểu D cứt. Odo chỉ mới có 24.000 cây, sản xuất 2022. Và ngày xưa quý anh chị mua em này giá phải lên quanh khoảng 1 tỷ 8 cho tới 2 tỷ. Nhưng mà bây giờ em quay đang bán chỉ có 1 tỷ 490. Tặng full 300 triệu tiền đồ chơi cho quý anh chị không lấy một cái gì ra ha. Đó, rất là đã luôn. Quý anh chị còn chừng chờ gì nữa mà không liên hệ ngay cho em quay đúng không? Cho quý anh chị xem một cái này nữa rất là hay. Chủ người ta lên nè. Cửa hít nha quý anh chị. Có cả cửa hít luôn, đóng rất là êm ái. Không nghe tiếng động gì hết. V6 3.5. Đây máy móc này quý anh chị. Không có tai nạn cứng đụng nha, ốc chân máy chưa hạ luôn. Ốc nắp capo nè. Ở sùng chỉ là nguyên zin nè. Đây thì là Phúc đang bát lại xe nha quý anh chị. Đây. Rất là đẹp. 1 tỷ 490 triệu tặng full 300 triệu tiền đồ chơi xe này ha. Xe này quay cũng đã quay chi tiết rồi. Nên lại quay sẽ lướt qua nhanh nha quý anh chị. Rồi, chắc là mình di chuyển vào đây. Hiện tại đang có hai xe này quý anh chị ạ. Em bên tay trái em quay chiếc màu đỏ này là Toyota Veloz Cross. Hôm qua đã quay chi tiết cho quý anh chị rồi, sản xuất 2022. Em này thì là Odo bao nhiêu ta? Odo em quay nhớ là hình như 2 vạn thì phải. Hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá chỉ có 600 mấy chục triệu thôi, 620 triệu. Để quan chết lại giá cho quý anh chị ha, quý anh chị thông cảm cho em quay. Nhiều xe quá, nhiều xe mới về quá, không có thuộc bài kịp. Odo 34.000 cây giá 620 triệu nha quý anh chị. Bản top nha, bản cao cấp mắc tiền nhất nha. Rồi bên đây thì là một em Kia Sorento Signature màu xanh, máy dầu, sản xuất 2021. Em này thì Odo, để mà kiểm tra Odo, em này đang được em quan chào bán với mức giá là 945 triệu nha quý anh chị. 945 triệu thôi. À sorry quý anh chị, 895 triệu. Màu xanh. 895 triệu Sorento. Odo 53.000 cây, chỉ có 895 triệu đồ sổ em Kia Sorento máy dầu Signature đó ha. Đó, rất là rẻ, bây giờ mua xe rất là rẻ ha. Rồi ở đây có em này. Chevrolet Cruze vừa mới về đây, LTZ. Em này để em quay ve ra một chút xíu cho quý anh chị xem đi. Em này vừa mới về. Giá rẻ, chạy đầm chắc. Sướng lắm. Em này quý anh chị có thể lên mạng tham khảo thêm. Rất là đã. Đây Tiến ơi, lên xe ngồi luôn đi Tiến.
lên xe ngồi cho quý anh chị khách hàng xem cái nội thất trước. Giá này chỉ có khoảng 320 mấy triệu thôi. Mà số tự động nè. Em này em quay nói thật là chạy rất là đầm chắc, sướng lắm. Em này chạy cực kỳ sướng luôn. Nói chung Chevrolet thì là người ta làm rất là ngon rồi. Chỉ bị mỗi cái là không có hãng tại Việt Nam thôi. Bây giờ là VinFast người ta đã mua lại hết các nhà máy đại lý đồ này nọ của Chevrolet rồi. Đây. Mua lại hết rồi ha. Rồi em này thì đồ chơi khá là nhiều. Ở đây thì quý anh chị cứ yên tâm, phụ tùng phụ kiện thì em Quang sẽ nhập về cho quý anh chị ha. Hoặc là quý anh chị muốn thì bên VinFast người ta vẫn sẽ hỗ trợ nha. Đây, ghế thì là ghế, có thể là ghế tài, ghế phụ, là ghế chỉnh cơ thôi. Nhưng mà quý chị nhìn thấy đây, đồ chơi khá là nhiều. Ga tự động nè. Đây, chúng ta sẽ có 4 kính nâng hạ ô tô hết luôn. Đây cho quý chị xem 4 kính nâng hạ ô tô hết ha. Không hề đụng chạm gì luôn. Rồi, vô lăng da. Có ga tự động nè. Rồi có ô tô đèn nè. Ô đô chỉ mới có 62.000 cây thôi quý chị ạ. Rồi đây, bao cho quý chị ô đô chuẩn nha. Đây, có một cái hộc để đồ nè. Có màn hình nè. Đây hầu như xe zin hết ha. Giá chỉ có khoảng 300 mấy chục triệu thôi. Thì để em quan chết lại giá cho quý anh chị cũng như thông tin xe này vừa mới về. Thì tiến liên một vòng cho quý anh chị xem ha. Ở trên thì có cả cửa sổ trời. 300 mấy chục triệu thôi có cửa sổ trời nè. Mà đời cao. Rồi em này hình như 17, 18 gì đó. Ở đây thì được chủ người ta trang bị một cái camera hành trình Vietmap. Mà lại loại xịn này. Loại này chắc cũng phải lên quanh khoảng 7, 8 triệu. Đây Chevrolet Cruze LTZ sản xuất 2017. Em này thì hai chủ rồi. Odo là 62.000 cây, màu trắng và đang được em quan chào bán với mức giá là 325 triệu nha. Máy xăng 1.8. Thì nói chung là về cái dòng Cruze này thì quý anh chị chạy sướng, đầm chắc, sát nặng, chạy không còn gì phải cãi, cách âm cực kỳ tốt luôn. Nếu mà trong tầm giá này cách âm là không có xe nào bằng nó luôn. Nói thật với quý anh chị, rất là sướng luôn. Nhưng mà nó phải bù lại một cái, nói chung là nó cũng sẽ có cái ưu điểm và nhược điểm, thì cái nhược điểm của nó là hơi hao xăng một chút xíu. Nói thẳng với quý anh chị như vậy để cho quý anh chị đỡ phải suy nghĩ. Nói chung là trải nghiệm của anh Quang như thế nào là anh Quang nói như thế đó cho quý anh chị luôn. Dàn lạnh rất là lạnh nha. Đây tiếng ngồi trong xe chứ tiếng thấy lạnh không? Rất là lạnh luôn quý anh chị ạ. Ghế nè, ghế da nè, đây tiếng liên một vòng ghế da làm sao cho quý anh chị xem. Xe thì vừa mới về nên là chưa có dọn dẹp gì hết, quý anh chị thông cảm ha. Đây cửa sổ trời mở ra bình thường hết nha. Một chạm. Chói quá. Chói quá quý anh chị ạ. Một chạm hết nha, một chạm hết. Chạm ra chạm vào, đúng một chạm thôi. Rất là đã, không còn gì phải bàn cãi về em xe này rồi. 325 triệu ha. Bây giờ mình sẽ đi ra một vòng ngoài thất để xem xe này ha. Tướng rất là phơm dáng, rất là hầm hố. Đây phơm dáng rất là hầm hố nha. Em này thì những anh em nào mà ngày xưa mà người ta chơi Cruze, quý chị cũng sẽ biết ha, có một hội chuyên Cruze. Độ xe rất là nhiều, cái dòng Cruze này chạy rất là ngon và anh em chơi xe giống như bên GDM á quý anh chị, chơi dòng này rất là nhiều luôn. Đây cho quý anh chị xem máy móc nè. EcoTech ha. Hả? Máy 1.8 EcoTech. Đây xe rất là đẹp ha. Xe thì chưa có dọn dẹp vệ sinh gì hết nên quý chị thông cảm nha. Nên là nó hơi dơ một chút xíu. Rồi rất là đẹp luôn. Ốc chân máy rồi này nọ thì nằm bên đây. Ốc nắp capo thùng chỉ nè. Tay nguyên zin hết cho quý anh chị nha, không có tai nạn cứng đụng hết. Xe đầu vào em quay là quý chị cũng đã biết rồi đó. Quý anh chị mua ở đâu chứ mua tại em quay là quý chị cứ yên tâm, em quay bao hết xe lỗi. Nếu như trong quá trình xe em quay cam kết nha, trong quá trình mà em quay quý anh chị mua về mà có lấy được chứng cứ bằng chứng xe có bị tai nạn cứng đụng gì, mai này đây quay sẽ hoàn trả đủ tiền cho quý anh chị luôn. Cam kết với quý anh chị, video này em quay cũng đã nói về cái vấn đề này ha. Rồi bây giờ em quay sẽ dời xe vào để mình tiếp tục cái xe tiếp theo đi. Đây cho quý anh chị xem sau. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết. LTZ nha. Này thì không biết mở cốp ở đâu. Chắc là mở cốp ở trong rồi. Đây không có nút mở cốp. Ngồi đằng sau cũng rộng lắm quý anh chị. Ngồi đằng sau rất là rộng. Rồi bây giờ em quay sẽ di chuyển vào bên trong ha. Mình sẽ còn một vài xe ở trong kia nữa. Đây quý anh chị ạ. Xe rất là đẹp.
Rồi, qua bên đây chúng ta sẽ có một em Mazda CX-8 bản Deluxe sản xuất 2022. Đây, tiến lên một vòng cho quý anh chị xem bản này, bản Deluxe nha quý anh chị, 2022 luôn. Em Quang chào bán với mức giá chưa tới 800 triệu. Hôm qua em Quang có hơi nhầm một em xe premium bên kia đây, màu đỏ, em này Deluxe nè, 795 triệu thôi, Odo 27.000 cây. Xe rất là đẹp, cho quý anh chị xem nội thất. Có chủ người ta đã lên cho chúng ta camera 360 nè, chứ xe zin là không có nha. Ô, tiến vào bên trong cho quý anh chị xem nè tiến. Tuy là bản Deluxe nhưng mà quý anh chị có thể nhìn thấy đây, có cả hút kính nè, có cả một cái màn hình ZTAC nè, chủ người ta lên thêm nè, có hút kính nha, có hút kính đây, quý chị nhìn thấy nè. Thì không biết là hút kính này có phải lên hay không, để quay đề máy thử nha. Có hút kính, có hút kính nha quý anh chị, có hút kính luôn. Đây rất là đẹp, nội thất không còn gì phải bàn cãi, Odo 2 vạn thôi. Da viết đồ này nọ nè, phanh tay điện tử nè. Bản Deluxe nha, bản Deluxe thì nó chỉ bị cắt đi hai cái sưởi ghế nè. Đằng sau thì cũng là ba vùng lạnh độc lập nha quý anh chị. Vẫn có ba vùng lạnh độc lập ha, không thiếu gì ha. Trần màu đen luôn. Tuy là bản Deluxe mà quý chị nhìn thấy không, công nghệ cũng khá nhiều nè, ga tự động nè. Auto đèn, auto gạt mưa nè, đầy đủ hết. Có cả bốn kính lưng hạ ô tô nha, bốn kính lưng hạ ô tô luôn. Bản Deluxe là hầu như là rất là đã rồi. Ghế điện, ghế bên tài chính điện nè. Ghế phụ, ghế chỉnh điện luôn nha quý anh chị. Bản tiêu chuẩn rồi đó, bản tiêu chuẩn của nhà Mazda CX-8 đó, 2022. Ai nói bản này tiêu chuẩn đâu chứ, em quay thấy bản này là bản này chắc cũng phải gọi là bản giữa chứ phải bản tiêu chuẩn. Nhưng mà đây là cái bản, nói thật đây là bản thấp nhất, bản thấp nhất của Mazda CX-8 ha. Máy móc thì cũng là máy 2.5, khung sườn đồ này nọ cũng được áp dụng trên những con premium thôi. À, chỉ có cái là cắt bớt đi công nghệ thôi quý anh chị. Đây quý anh chị nhìn thấy nè, Sky Acti Technology hả, rất là đã. Quá đẹp, công nghệ quá nhiều. Đây nó khác nhau bên đây nữa, cái mâm khác nhau, cái mâm ha, cái mâm nó sẽ nhỏ hơn 1 inch ha, 1-2 inch gì đó. Cái mâm này nó rất là nhỏ và nó sẽ không có đẹp bằng mâm kia, mâm kia thì to hơn, đẹp hơn. Chủ người ta lên cam 360 đi kèm với cái màn hình nha. Rồi, 795 triệu để sổ em xe này nha quý anh chị, Mazda CX-8 Deluxe ha, Odo 2 vạn, sản xuất 2022. Rồi, ở đây thì đang có một em Mazda CX-8 Premium một cầu, màu xanh Kawasaki 2020, giá 800 triệu ha. Đó, quý anh chị nào mà đang ơn thì liên hệ cho em Quang. Bên đây thì một em Mitsubishi Xpander MT, số sàn, sản xuất 2020. Em này thì Odo 7 vạn, hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 445 triệu thôi. Thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có và đã quay cho quý anh chị trong các video vừa qua. Và quý anh chị có thể xem lại hoặc là liên hệ em Quang, Quang sẽ gửi full thông tin chi tiết cho quý anh chị ha. Thì cập nhật cho quý anh chị được hai em xe vừa mới về, Mazda CX-8 nè. Đúng rồi, CX-8 Luxury Deluxe, bản Deluxe ha. Một em Chevrolet Cruze và một em Kia Sorento màu vàng mới bên đây. Đó là vừa mới về, quay cho quý anh chị xem ha. Và một em Chai Tông vừa mới lên showroom đang nằm bên kia. Và những cái xe mà đang đợi dọn detailing spa vừa mới về đây. Quý anh chị nào mà đang quan tâm những em xe nào tại showroom thì cứ liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0813 700 900, hoặc là liên hệ cho em Quang sorry anh chị, hoặc là đến thẳng showroom của Quang với địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, thì trong quá trình em Quang nói có hơi bị, quý chị biết mà, di chuyển nó hơi nóng, hơi đổ mồ hôi nè, hơi mệt, nói hơi lấp vấp một chút xíu, quý chị thông cảm bỏ qua cho em Quang nha. Rồi, em Quang xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu quý anh chị thấy video này hay cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi hết và kính chúc quý anh chị xem video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, cho công việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nha. Giờ chúng ta sẽ kết thúc video thôi, hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.